Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là cái ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nay là ngày 25 tháng 2 âm lịch. Em đi một chuyến đi lên tận Lạng Sơn để ăn cưới. Em đang có chuyến bổ đèo Chữ Chi đây. Đang ở huyện Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Đấy, toàn la là la đây. Bạt ngàn núi đá toàn la đây. Này em lên tận Hữu Lũng Lạng Sơn để ăn cưới thì bây giờ em bổ đèo đây. Này em cho các bác chiêm ngưỡng cùng vượt đèo với em để đi bộ đèo Chữ Chi sang bên kia. Bên kia nơi mà em ăn đám cưới. Đây em đi bộ 45 km từ dưới chân giờ lên gần đến chân đèo rồi đây. Để em đưa các bác cái hình đèo Chữ Chi đây các bác này. Đấy. Nó hình chữ Z, cái dích ra dích chắc. Rồi giờ em đi nhá, đưa các bác đi nhá. Đây là bắt đầu cái hiểm đèo đây, phải đi vọt qua cái hình chữ V kìa. Đấy, hình chữ U kìa. Là sang bên kia. Giờ em đưa các bác đi nhá, đây kia. Đây tập kết của nơi tập kết xe kìa. Đây, nơi tập kết xe là các chú đang đứng đợi kìa. Đấy, hình đèo là hình chữ dích chắc, hình chữ chữ Z. Giờ em phải vượt đèo. Đấy em lên gần tới cái đỉnh này. Toàn núi đá này. Toàn đá là đá. Lâu lắm rồi em lại có một chuyến đi quốc bộ như thế này. Lâu lắm rồi nhá. Đây hình dưới chắc. Đi theo cái ven cái đường kìa. Dích dắc lên đến cái khe kìa. Hình chữ U đấy. Là sang bên kia. Đấy, người đang đi bò đèo này. Một tốp người đang đi đèo đấy. Đấy. Bắt đầu đi, bắt đầu chạm vào chân đèo đây. Đèo này đèo Chữ Chi, 12 chữ Chi. Đèo này là đèo thời Pháp thuộc người ta làm. Đèo này đèo thời Pháp người ta làm nhá. Đèo này đường theo lời kể là cứ mỗi một hòn đá là một mạng người để một hòn đá để xây dựng cái đèo này là một mạng người để ngã xuống thì mới làm được đèo qua đấy. Đấy là hình cái dích chắc đến đỉnh. Giờ em đưa các bác theo đi theo. Không được, cứ để nó đi chăn dê đấy là hỏng người đấy. Đây nó còn khoảng bao nhiêu dích chắc nữa hả chú? Đây hết dích chắc đầu tiên. Đây là dích chắc đầu tiên. Đây là dích chắc thứ hai rồi. 3, 4, 5, 6, 12 dích chắc. 12 cái giờ phải vượt 12 cái chữ Z này nhá. Mày phải giới thiệu chứ. 12 cái chữ Z. 12 chữ Z. Đây ông chú đây, ông ấy thổ địa ở đây nhá. Đây. Đường đây là Pháp có làm đấy, không phải dân làm đâu. Pháp làm từ năm bao nhiêu đấy? 1912 à? 28 1928. Pháp làm. Nó làm cái đường này để nó làm gì nhỉ? Ai biết được, thời chiến tranh chiến lược ấy.
chiến tranh để ấy để đây đường chiến lược trước là đường... làm đường ô tô đây xe ngựa đi thôi mà đường tắt tắt là được tắt được 40 km nếu mà đi đường vòng nhá các bác nhá. 40 nào bao nhiêu cây nếu mà đi đường tắt, nếu mà đi đường vòng đằng kia là nó vào một và 60 cây, đây nó chỉ 20 cây thôi. Là đỡ được 40 cây. Đi đường vòng là 60 cây, như đây đỡ được 20 cây, đỡ được 40 cây, ở đây chỉ 20 cây. Pháp ngày xưa đấy, Pháp ngày xưa nó làm đấy. Nắng, chiều này vẫn đang nắng. Đây mấy vị này còn đang chọn cái đường tắt xuyên chữ Z luôn. Thì nên luôn thì đỡ phải đi. Đường này trước là Pháp là nó làm là xe ngựa đi được. Pháp làm để cho xe ngựa đi à? Ừ. Xe ngựa của nó đi đấy. Nhưng mà sau chiến tranh giải Pháp thì nó bỏ hoang như này, để dân nó khôi phục cái đồng. Để dân đắp lại đường này. Dân đắp đẹp lại để đi. Đi sâu vào trong đây họ có trồng na nữa không? Có. Hầu như chỗ nào cũng có la hết này. Ui giời, cái cây này ôm đá thế này mà họ triệt mất nhỉ. Phí nhỉ. Cái này mà lấy được cả hòn đá về nhỉ. Ui giời. Cây nó ôm như thế này mà họ đốt cháy mất đi. Này cái cây ôm. Ôm chọn trên cái hòn đá đi. Đây có một cái gốc nữa này, gốc già. Này họ triệt chết để chết mất cái cây. Họ triệt đi để trồng cây trái thôi. Để họ trồng cây la vào. Để đỡ bóng. Đấy, đi vào khe. Đấy, đường zig zag. Đây giờ đi zig zag. Đường đá họ xếp xếp đá lại đây đi ngược lên đây 12 cái zig zag đây mới nó thoát zig zag thứ hai bây giờ nó chưa vậy đây ông chú em ơi đi tắt gọi là xuyên chữ Z nhá bình thường phải đi xuyên chữ Z ui nắng quá chú ơi đi thế này thì nắng quá rồi đi tắt chữ Z chắc này một chuyến đi kỷ lục chứ các bác nhà đi chuyến đi kỷ lục bò đèo núi đá đây đi xuyên tắt chữ Z đây. Này nhìn xuống đèo đây đấy còn đèn nữa ai em đi xuyên Z. Ui bò đá mệt quá. Ui, để mải quay phim nhớ này. Ngã chết đấy. Đây em xuyên được cái chữ Z này. Đây. Mấy người đi theo cái đường này. Chính thì cũng tới nơi mà em đi đường tắt. Đi đường tắt xuống dưới kia đây. Chạm nơi thì họ cũng tới nơi. Đây đi theo đường mòn. Đây là một chữ Z thôi mấy. Một. Hai, đây là Z3. Còn 8 Z nữa. Không, còn 4 Z nữa thôi. 4 Z nữa. Đi tắt được 4 Z. Đi tắt là được 4 Z. Đây là những cây cây gì đây đấy? Cho vào xuống đây đấy. Đây này cây ấy. Cây lúc lắc. Cây lúc lắc. Lúc lắc lá mát. Lúc nắc, ok.
cây rừng chả biết cây gì. Đây cây lá lúc lắc. Đây những hòn đá này này, tảng đá này, này. Từ cái thời Pháp họ bắt người phù cõng những hòn đá, đập đá này. Để xe xét thành cái bờ này. Này. Ai biết bao nhiêu. Đây này. Nó bảo không có muỗi. Bao nhiêu mạng người xếp được. Đây đến đây này gọi cái đường cổ luôn này. Đây. Đi chui qua cái hang này. Đây này, cái bờ đá đây này, đấy, xếp bờ sâu xuống này. Đây. Từ thời Pháp này. Đây là đường cổ từ những người phù người ta cõng từ hòn đá này, người ta xếp cái đường này. Đó. Mất bao nhiêu mạng người mới được cái đường này đi này. Em đi cái đường này, này. Đi vào đây, đi sâu vào trong này. Cổ luôn. Bờ đá đây. Đây 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 đây, mấy tướng thổ địa lên tới nơi rồi, lên đây. Đây. Vâng, để cháu nói chuyện chú sau. Rồi, đỉnh nhìn xuống rồi. Đây là lên đỉnh rồi chú ơi. Đây đỉnh đây. Đèo cao thì mặc đèo cao. À, sang bên kia đây. Nhìn xuống đáy là đáy là dưới kia. Cháu bác thì thôi thì đang nằm thế này đâu. Vẫn ngút thì chứ. Đây đây những tảng đá này từ ngày xưa nó bắt người cõng rồi. Đúng không? Xếp này đúng không? Bác ơi. Đang ngủ ở dưới kia rồi. Xếp từ đây xuống kia. Nó đang vào chết đấy. Lên đến đỉnh rồi. Còn bãi cây cứ chờ dưới kia mà. Dám nhỉ. Mà đấy mày thua cả cánh cô à. Mà. Lúi toàn lúi trùng trùng điệp điệp. Lên đỉnh chân mày. Mà chưa nạc như bố mày là còn chưa ăn thua. Phải nạc như bố mày mới gọi là ăn thua. Bố nó uống rượu ngoại chồng nhá. Như kiểu là ở trên mẹ thì nhà dài. Trên cung đình. Cháu với đâu đi lại về nhà cô. Lên đỉnh nhá. Thì nhà bác tìm ngủ. Làm tí đi. Đi đi vào nhà gái thì không vào, vào nhà dài. Lên đỉnh ngọn. Ăn xong rồi phải bắt đầu biết nhà gái. Quên bảo mẹ đi gọi điện hỏi thì bà đang. Vâng, đây cho các bác xem cây lá hàn trong truyền thuyết nhá. Cây lá hàn trong truyền thuyết này, ngứa lắm em đụng phải tí tay rồi. Đây em nắm đụng vào một chút mà đỏ hết tay ngứa này. Đây, cây lá hàn này, đây đây. Đấy. Cây lá hàn ngứa đấy, đụng phát ngứa. Đây em gặp cái cây này nó gọi là cái cây thuốc. Trông nó như kiểu là cái cây củi. Của riêng hay của gừng ấy. Em cái này em thấy họ cứ mang ra ở những cái video ở vùng cao họ cứ trổ đi. Nhổ về họ cho họ bán ở cái chợ phiên. Em nhổ ít mấy cây này về em trồng ấy. Đây cái rễ của nó đây. Rễ của nó về cái này về để làm thuốc này. Đây rất là nhiều này. Rất là nhiều. Không biết ở trên đây họ có biết cây này không. Như nói cây này gọi là cây làm thuốc. Bây giờ là bọn em bắt đầu xuống đèo để bổ đèo này. Bổ xuống đèo đi xe máy được nhưng mà chúng em vẫn đi bộ nhỉ. Đèo men theo cái đường trắng trắng kìa. Ranh giới trắng đen đến là đường đèo đi xuống khe đấy nhá. Mấy vị này vừa bỏ đèo mệt quá phải đi xe máy này. Hết nhiệt rồi.
Đây, toàn khe đồi núi. Đấy, kia mấy cái xe máy đang đi xuôi đèo đấy nha các bác nhá. À, vừa nãy là đèo chữ chi ngược, bây giờ là đèo chữ chi xuôi. Nó gọi là dích dắc ngược và dích dắc xuôi. À, người ta gọi là đèo 12 chữ chi nữa ở chỗ đấy. Chi ngược, chi xuôi. Đi bộ là mất 2 tiếng đồng hồ nhá các bác nhá. Đi bộ là mất 2 tiếng đồng hồ đi xuống. À, bây giờ em đi xuống đây, men theo cái đường đèo cái này. Đồi núi Lạng Sơn, trên đây là vẫn hoang sơ. Và cái chỗ nào mà người ta khai thác trắng trắng để người ta trồng la nha các bác nhé. Trồng la thì người ta khai thác trắng này, còn lại này vẫn rừng nguyên sinh. Hôm nay em đưa các bác đi, xe máy đang đi kìa. À, trải nghiệm cái đường này gọi là đường cổ. Đường cổ thời Pháp thuộc năm 1928 Pháp cho xây dựng. 1928 Pháp cho xây dựng. Đây, giờ em đang đi xuôi đây nha. Đi xuôi thì nó không mệt bằng đi ngược. Đi nó hơi rung. Em không có gimbal chống rung. Đây em đi này, em đi cầm điện thoại mộc. Đây. Đây, giờ đi theo cái đường đèo đây, đây đi xuôi đây. À, đi xuôi là tới bến này. Đấy, họ khai thác đây để trồng na đây. Đây toàn tròm đá đây. Nên mới nhấc được cái hòn này để về nhà làm cảnh tuyệt vời các bác nhá. Trên đây thì người ta chán chả buồn nhìn, nhưng mà ở dưới mình thì quý như vàng. Nhất là hòn này về mà để ở sân thì không có gì đẹp bằng bonsai các kiểu. Nhưng mà trên này thì người ta trồng cậy từng khe đá để người ta trồng. Đây, những cây la này mới trồng này. À, cậy những khe đá để người ta trồng vào trong. Đây, giờ em đi xuôi này. Đèo đi xuôi. Đi xuôi thì nó nhanh hơn. Đúng là hữu lũng Lạng Sơn, toàn đá là đá. Đây chúng ta đang đi vào cái gọi là đi vào cái bản Lân, Lân của dân tộc, đây người ta gọi là dân tộc Thổ. Dân tộc Thổ. Đây em gần đi một quãng đường mất cũng 2 giờ đồng hồ để xuống được đến chân đèo bên kia. Thì giờ em đã hoàn thành cái lộ trình vượt qua đèo chữ chi. Thế em xuống gần tới bến nơi em dừng chân để dự đám cưới của người bà con đây. À, gần tới nơi rồi. Tới nơi rồi nhưng mà người nhà bà con này em sống gọi là sống trên đá ở khe đá Hữu Lũng này. Sống toàn đá là đá, lên đến đây thì khỏi vì nghĩ thì cái vấn đề gì ngoài đá nhỉ? Mở mắt ra là thấy đá và rừng, vẫn là hoang sơ. Đường này thì người ta trải ít cấp phối để người ta đi xe máy lên để người ta khai thác la, để người ta chở la và chăm sóc la đây. Đấy, còn lại là vẫn là đồi núi đây, vẫn dưới khe luôn, chót vót. Ở đây đúng là tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài luôn. Rồi em đã xin chào và hẹn gặp lại ở các bác tí nữa xuống cái đám cưới. Em thử quay cái đám cưới ở dưới dân tộc. Đây người ta gọi là dân tộc Thổ. Thổ dân ấy, nằm sâu, tít sâu trong rừng ấy.
xem người ta có cái đám cưới gì về nhà sàn nhé. Gọi là nhà sàn luôn. Xem có cái tiệc cưới nó có khác gì với cái đám cưới ở dưới vùng dưới đồng bằng dưới bọn em không nhá. Đây là quang cảnh toàn bộ cái bản em đã dừng chân tại nơi em đã xuống chân đèo. Đây là bản làng của người dân tộc Thổ có tên là bản La Tẻng. La Tẻng của dân tộc Thổ. Đấy, quang cảnh toàn bộ là nhà rất cổ và cánh đồng trồng toàn là thuốc lá nhá. Cây thuốc lá thuốc nào ấy. Đây là một cái nhà sàn người dân tộc Thổ đấy. Một cái mái ngói nào nguyên úp bên ngược gọi là mái ngói âm dương. Mái ngói rất là cổ. Cái nhà sàn rất là rộng, rất là giống nhau, nhiều cái nhà sàn, mẫu nhà sàn như là một 10 nhà như một luôn, rất là giống nhau. Còn ở bên dưới gầm là người ta chặt nuôi và để đồ, trên là nơi sinh hoạt toàn tổng thể. Ngôi nhà sàn rất là rộng. Đấy, dưới gầm người ta để đồ, mấy cày trâu bò nhốt ở dưới, lông cụ cho hết vào dưới gầm. Dưới gầm đây là cái nhà em thăm, một ngôi nhà một cô gái. Đấy, giờ em đi vào bên trong ngôi nhà sinh hoạt này, rất là rộng. Ngôi nhà rất là lâu đời, thủ trước thủ sau này. Nhìn thấy cả toàn sao trên trời luôn này. Này không biết là trời mưa thì không biết là trốn vào đâu này, dột cho thì biết. Để sinh hoạt toàn bộ về đun nấu cũng ở trên luôn, bếp núc ở trên. Nhà rất là rộng, những phòng ngủ sau những cái tấm video xanh đỏ tím vàng này. Cuối video em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác đón nhận những video mới nhất em ra và thật là quay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.